xin được giới thiệu kế tiếp phần nhạc karaoke năm 2015 năm Ất Mùi của chúng ta. Xin mời tất cả ban giám khảo, xin mời các ca sĩ chuẩn bị và xin mời khán giả chúng ta cùng thưởng thức nhạc karaoke. Điều khiển phần này là anh Nguyễn Quang Kế, xin giới thiệu. Vâng, xin cảm ơn anh. Để cho chương trình karaoke chúng ta được tiếp tục và thời gian chúng ta chỉ có 50 phút. Với lượng thí sinh là 4 thí sinh vào vòng chung kết sau khi đã loại. Và bây giờ trong hội trường này chúng ta có 5 khu vực để cho điểm. Tôi đã đưa tờ giấy và bút ở 5 khu vực, 5 bàn. Bàn thứ nhất, bàn thứ hai, bàn thứ ba, bàn thứ tư và bàn thứ năm. Bàn thứ năm là bàn các ca sĩ và ban nhạc. Và bây giờ trong phần thi không kém phần quan trọng, đó là phần thành phần ban giám khảo. Thành phần ban giám khảo hôm nay tôi xin được giới thiệu ca sĩ Vũ Thủy của ban nhạc Mê Hồng. Xin mời chị Vũ Thủy lên bàn giám khảo. Người thứ hai tôi xin được giới thiệu ca sĩ Mai Hương. Xin mời chị Hương. Và người thứ ba đến từ Lý Sờ, xin mời anh Vinh. Xin mời anh Vinh. Chúng ta có 4 thí sinh. Thí sinh thứ nhất là chị Khuyên đến từ Niêm Yết Hình. Thí sinh thứ hai là Quyên Nhi đến từ Apadoran. Thí sinh thứ ba là thí sinh Thành Mai, Trúc Mai đến từ Mason. Và thí sinh thứ tư là thí sinh Kim Ánh đến từ BD. Và thí sinh Kim Ánh vừa là ca sĩ mà vừa là phụ trách cái gian hàng gọi là bán cháo lòng và đồ nhậu. Quý vị muốn ủng hộ cái gian hàng ở bên cạnh này. Nói chung là còn những cái gian hàng khác như là bánh tét, bánh chưng. Ngày Tết mà nhà ai không có bánh tét, bánh chưng thì buồn lắm. Nên mua ủng hộ cho những người mà đã bán hôm nay. Cũng như bánh mì, trứng vịt lộn mà không mua ăn hết là mai đến nở thành con hết. Thì là năm sau lại bán tiếp quý vị đấy. Bán thanh xong chưa? Thì giám khảo lên trên bàn giám khảo ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Xin nhắc lại tất cả chúng ta, mỗi bàn chỉ cho được một điểm số từ 1 đến 10. Chúng ta cho điểm 7 hoặc điểm 8, điểm 9 gì không sao cả, nhưng chỉ cho được một số. Và khi ca sĩ vừa hát xong tôi sẽ đi thu điểm số ngay, tức là sau vài giây cuối quý vị có thể suy nghĩ và hội ý với nhau để chúng ta cho một điểm số làm thế nào cho được vui vẻ và có chút công bằng một tí. Mà với chúng tôi muốn rằng cuộc thi thì có cái sự thi đua rõ ràng trong đó, nhưng quan trọng là vui vẻ và không kém được quan trọng, đó là giải thưởng. Giải thưởng hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu cảm ơn là vợ chồng anh chị Sơn Mai đã ủng hộ cho giải thi karaoke ngày hôm nay với số tiền là 200. Và 200 này ban tổ chức chúng tôi chia làm hai giải. Giải nhất 150 và giải nhì là 50 euro. Giải ba và giải tư thì sẽ nhận được sự cổ vũ đồng nghiệp của quý đồng nghiệp của chúng ta tại hội trường. Và bây giờ thí sinh thứ nhất sẽ được bắt đầu là xin mời chị Vành Quyên đến từ Niêm Yết Hình.